Nhưng chúng ta lại sống theo những gì chúng ta cho đi. Tuy sự cho đi khá nhỏ nhỏ và bình dị, nhưng lại là thứ đã gắn kết mọi người với nhau, đồng thời giúp bản thân chúng ta cảm thấy thoải mái hơn. Chính vì điều này đã khiến cho Jordan trở thành một trong sáu người khác chăm sóc sức khỏe tinh thần. Tuy chúng ta hiểu tốt với một người nào đó, một bộ phận liên quan đến trạng thái tích cực sẽ được xuất phát từ xã hội, chúng ta đã có thể sáng cho thấy rằng những người làm thiện nguyện thường cảm thấy hạnh phúc và mãn nguyện hơn nhiều. Và khi chúng ta làm thiện nguyện, chúng ta sẽ cảm giác sống với mục đích và nâng cao giá trị bản thân. Ngoài ra, chúng ta còn cảm thấy tự hào về những gì mình đã làm. Cho đề sẽ giúp chúng ta có sự mục tiêu và sống thành tại. Có mục tiêu phát triển một trong 7 sự kiện của VAS. Nhà trường đã tổ chức nhiều hoạt động thiện nguyện cho các bạn học sinh như là cuộc thi chạy và sống được tự lên, cuộc thăm, quan hệ tình thương và vào buổi hội hoa xuân, tạo điều kiện cho các bạn học sinh cùng chung tay cho đi thông qua những buổi thiện nguyện. Chuyến đi thăm với các bạn bị bỏ rơi ở mái ấm hoa hồng, để các bạn bị khuyết tật ở mái ấm thiện phương và tặng trao đi những món quà và bữa ăn cơm cho những bệnh nhân bị ung thư, và gần đây nhất là xây cầu ở Trà Vinh cho những người dân xung quanh. Không chỉ như thế, cuộc thi phát sơn cộng đồng là một dự án tạo điều kiện cho các bạn học sinh được trải nghiệm làm dự án và vừa có thể chia sẻ và lan tỏa tình yêu thương đến cho mọi người. Số lượng dự án tham gia ngày càng tăng, trong đó điển hình như là thu gom sách vở, thu gom dụng cụ học tập, thu gom rác thải ở nhiều địa phương để cải thiện môi trường sống, và hơn thế nữa là tổ chức một buổi hòa nhạc để thu lợi nhuận xây cầu cho người dân. Không chỉ là khi chúng ta cho đi những việc lớn lao mà còn bắt đầu từ những việc nhỏ nhặt nhất, như là chúng ta chia sẻ kinh nghiệm, bài học, trải nghiệm của bản thân mình, hay đơn giản hơn là khi chúng ta ngồi lại cùng bạn bè lắng nghe những tâm sự chia sẻ của người khác. Vậy là ta có thể khẳng định được sự cho đi không chỉ mang hạnh phúc cho người khác mà chính bản thân chúng ta còn cảm thấy thoải mái, tự hào và vui vẻ. Lại để rèn luyện sức khỏe tinh thần thì ngoài việc chúng ta không ngừng học hỏi, mỗi bản thân chúng ta cũng phải biết cho đi. Hãy cho đi để nhìn lại tình yêu thương, niềm tin và sự đồng cảm, vì đó là những yếu tố tạo nên một lối sống lành mạnh.